mẹ thì mẹ mua đi một gì đấy, giống như họ nó mua đấy, thì đi thì ra nhà người ta thì mua cho họ uống thôi, nhưng bình thường chỉ có thuốc thì may mình uống chẳng ngày, chỉ có kiêng cái không mua cho họ uống mà lần sau đừng mua. Chị bảo quái là bé lại ăn như vậy này, nhưng mà để sau mình mua, chúng ta bảo nó mua xong mà ta bảo đã hết đấy, nhưng mà bây giờ đi đang đi thì có cái gì bạn chỉ có bộ kinh nghiệm pha một chiếc chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Sao còn các bạn có tải cao được sẽ tải lắm để đéo như thế à? Em có tải cao bà thích nước gì thì chẳng có, bà thích nước sôi và mua một cốc nước sôi không ở dưới các bà là trong ngày đây sao chặt vậy. Chặt vậy. Thế này chân nó đau quá. Ôi, thế này chân con sẽ bị đau. Bố mẹ người nói chỉ như thế. Đi thôi. Nhảy xuống vào đi thôi. Đi. Người đang ngủ vào. Đi.